Nãy giờ mình cho nó ăn rồi nè mọi người, cho nó ăn đầy bầu đó ha, đầy bầu cứng bầu đó. Đó, bữa nay cho nó ăn. Chưa ăn chưa như thế này là ok rồi, mình thấy không, trong nuôi cái nồi nước nhốt rồi mình thấy một điều là gì không, mình quản lý được nó bắt được nhiều thứ lắm, quản lý nước, quản lý bệnh tật, đặc biệt là quản lý chi phí thức ăn rồi, thấy không. Mà cho ăn làm sao mà trong vòng nửa tiếng là phải sạch hết những cái món ăn, sạch hết tất cả cái đó. Sạch vậy á mọi người biết sao, sạch vậy thì mọi người sẽ giảm được cái chi phí thức ăn do rơi vãi, mà rơi vãi thức ăn rơi vãi thấy vậy chứ rất là nhiều. Con gà này, con gà ta anh đặc điểm gà ta này nè, nó rơi vãi xuống cái đất này, nó dính thức ăn, nó bới qua bới lại thì cái hạt thức ăn mình sẽ gã ra, sạch ăn mình nó không còn nguyên vẹn nữa. Thì cái đó làm lâu ngày thì nó làm cho cái chi phí của mình tăng lên, mọi người, chi phí thức ăn mình tăng lên mà cái lượng thịt của con gà nó không phát triển, đang yếu, không đủ ăn, là mình cho theo cái ấy nó không đủ ăn thì nó sẽ gây ra lãng phí, tăng lên, tăng cái lượng thức ăn. Cho ví dụ như mình một bầy mình nuôi 1.000 con đi, một bầy 1.000 con là 300 bao ăn đi, nhưng mà mình nuôi cái kiểu mà nó rơi vãi nhiều quá, ăn dư thừa nhiều quá, nó đẩy cái tình trạng nó lên tới 350 bao. À, mà chưa kể nè, chưa kể cái tình trạng mà thức ăn rơi vãi xuống đất rồi nấm mốc đồ nó phát triển, mà phát triển gây ra cái tình trạng mà mình nấm diều, nấm họng, nấm nội tạng, nấm nhiều lên, rồi mình mua chi phí thêm một bịch nó 30-40 ngàn đó mọi người, một bịch mà chị được cái loại nấm đó thì 30-40 ngàn nghe đi, 100 con mùa nuôi 30-40 ngàn, 1.000 con bao nhiêu tiền mà gấp 10 lần hơn là 300 mấy, nghĩ đi, tốn chi phí cái đó thêm nữa, mà một bầy này mà 300 mấy thì mọi người tăng lên nữa, mà cái loại nấm đó mọi người phải cái dùng cái loại thuốc đó mới diệt hậu quả được, nhưng mà mua dục thì nó sẽ khó khăn đó. Cho nên mọi người cho nó ăn, phải cho nó ăn đầy bầu, mình coi đầy bầu không, mà trong cái máng ăn hết ăn là ok mà, ok. À, người đầy bầu gì nè, mà hết ăn là dưa đó, dưa đủ nữa đó, à, dưa đủ nữa. Cho nên mọi người phải chú ý nuôi khu vực nuôi nhốt này, phải chú ý cái vấn đề mà thức ăn rơi vãi, càng rơi vãi mọi người càng lỗ, càng rơi vãi mọi người càng thất bại. À, cho nên mình phải thực hiện càng chú ý cái điều này khi mà nuôi nhốt. Mọi người nuôi nhốt thức ăn thì mọi người phải chú ý cái vấn đề này, vấn đề thức ăn này luôn, để mà thức ăn mà nó gây vãi, thức ăn nó gây lung tung thì nó sinh bệnh cũng có, nấm mốc cũng có nữa. Nó phải ăn hết và đầy bầu. Nó mình thấy gà đầy bầu không? Đầy bầu, đầy bầu gì đó mới được, đầy bầu gì thì mọi người mới lượng thức ăn vô cơ thể đầy đủ, đúng đầy đủ thì nó sẽ phát triển nhiều hơn. Thường như người thức ăn hay là trộn thức ăn hay là những cái loại nào con gà nó ăn vô nó mới hấp thụ được rồi. Chứ mọi người mà để cho nó rơi vãi rồi nó ăn vô rồi nó bệnh nữa. Đáng là thức ăn là phải sạch, thức ăn là sạch. Rồi sợ nhất là những cái tình trạng đâu mà để cái máng ăn rồi, để luân phiên thức ăn trong máng và ăn ngày này qua ngày kia mà không thấy hết. À, cứ chưa hết là đổ vô, chưa hết đổ vô, tức là nó có mắm móc nhỏ mà mình canh sau, nếu mình làm gì đó mà mình canh sau đổ hết thức ăn tới sáng rồi hết, ok chấp nhận được đó. Hoặc mình canh sau 2 tiếng hồ, hoặc nửa ngày, 6 tiếng hồ cũng được, 12 tiếng cũng được, sẽ ăn hay thử đó. Thì con gà mình nó sẽ không ít bị móc, mình để qua ngày nó bị nó móc rồi, để qua ngày nó bị nguy hiểm cho con gà đó. Cho nên khi mình chặn nuôi, khi mình nuôi nhốt kiểu này thì mọi người chú ý cái phần rơi vãi thức ăn mà. Chi phí đó, cái phần thức ăn dư thừa đó thì nó làm lộn lên cái chi phí thức ăn của mọi người thôi, đơn giản như thế không đó, những cái này mọi người thấy đơn giản như đó, nhưng mà nó gây thiệt hại rất lớn luôn. Chú ý những cái đơn giản này nhưng mà nó gây thiệt hại, gây cho mọi người tốn tiền rất nhiều nha đó. Nên chú ý những cái đơn giản thôi nhưng mà gây thiệt hại rất nhiều. Tốn tiền, lấy cái ví của mình, lấy tiền trong ví mà người không hay đó, để mình nói đó.
khi mình nó gây vải quá nhiều thì một bầy mình nó tốt hơn 50 bao nó ăn, mà 50 bao nhiêu tiền rồi, một bao là gần 300 ngàn, 50 bao là nhiêu tiền, mọi người tính lên đi, đó, tính lên mình biết rằng con số khủng khủng luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Mình nuôi ít á, mình nuôi ít thì mình thấy những chi phí đó nó đơn giản, nó ít, nó không có nhầm nhòi gì cho mình. Nhưng mà mình đi nuôi dài, nó nhiều đi, thì nó sẽ có chuyện xảy ra. Nó sẽ, chi phí nó sẽ tăng lên, gấp số nhân, gấp số bộ luôn. Đó. Cho nên những cái đơn giản này nè, thì mọi người biết, bữa hổm mình chia sẻ những cái nước rồi, nước đơn giản rồi ha. Mình cũng là rất tốn nhiều chi phí. Đó, bây giờ được ăn thì những cái chi phí lại nó gây vải này nè cũng rất nhiều, tốn rất nhiều tiền cho mọi người. Mọi người bỏ phí nó để mình lấy tiền đó mình làm những chuyện khác, nhưng mà mình tốn tiền cho nó, tốn tiền cho nó, thêm tiền cho nó thì rất phí luôn, phí rất là lãng phí. Thế cho nên mọi người chú ý nha, chú ý cái vấn đề gây vải, chú ý những cái vấn đề đơn giản ít ai quan tâm này trong quá trình nuôi nhốt mà dẫn đến tình trạng thâm hụt tiền. Không tiền lỗ luôn rồi, xảy ra dịch bệnh là lỗ luôn, vừa tốn tiền thức ăn mà vừa không có gà bán thì lỗ luôn, nên nó rất nguy hiểm nha. Anh em nào nuôi thì nhớ chú ý những khó khăn. Những anh em mà mới nuôi thôi, mới nuôi người ta chưa có quan sát được, người ta chưa có biết được những cái tình trạng, những cái đúc kết kinh nghiệm đó thì nó sẽ bị thôi. Những em mà nó lâu rồi nên nó phải rút nghiệm nghiệm rồi, kiếm đi đầu mình ăn ăn uống chỗ bố trí mình ăn uống vậy đó, ta sẽ rút kinh nghiệm một về là lượng gà nó ăn bao nhiêu ngày, lượng gà nó ăn bao nhiêu đủ vừa đủ thì người ta sẽ biết một biết. Thì cái thể trạng của từng loại gà, từng giống gà và từng khu gà, từng môi trường sinh sống của nó thì nó có cái lượng ăn khác nhau chứ không giống nhau, cho nên mình chia sẻ những lượng ăn chung. Ví dụ con gà này được ăn bao nhiêu, gà đông tảo ăn bao nhiêu, gà công nghiệp lưng ăn bao nhiêu, gà đẻ lưng ăn bao nhiêu, gà tre lưng ăn bao nhiêu, gà Bình Định lưng ăn bao nhiêu, gà Bình Dương bao nhiêu, có nhiều lắm. Thì mọi người chú ý cái vấn đề này thôi, những cái vấn đề đó thì chưa cần không, chưa cần. Thì nào mọi người nuôi đi, mọi người trải nghiệm đi, mọi người sẽ tự biết, tự khắc biết và tự khắc điều chỉnh được. Còn này mình nói sơ sơ thôi, sơ những cái đơn giản này gây thiệt hại của mọi người rất nhiều. Nhiều thôi mùng, nhiều thôi. Giờ mình muốn nước cho gà mình uống rồi. Nước gà mình uống thôi. Ok, gà bự bự thôi, bự không? Đẹp không? Con nhốt mình nuôi đẹp như là quá ok. Quá tuyệt vời. Nghe anh em nào theo dõi mình sẽ biết. Quá ok, quá tuyệt vời. Rồi, bye bye mùng.